Dù đã có nhiều chuyển biến về nhận thức trong vấn đề quản trị rủi ro, nhưng không ít các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp phải thất bại cho dù đã xây dựng một mô hình quản trị rủi ro phức tạp. Tham dự buổi đào tạo chuyên đề kỹ năng lãnh đạo và quản trị rủi ro do Học viện Lãnh đạo IDG vừa tổ chức, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp cần tính đến giải pháp lập bộ phận chuyên trách cho vấn đề này. Tham dự buổi thảo luận, các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro đánh giá, năm 2013 có 3 yếu tố rủi ro chính mà doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục quan tâm. Một là những biến động của hệ thống ngân hàng, hai là tình hình kinh tế thế giới tiếp tục phức tạp, và ba là xu hướng doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam, làm tăng mức độ cạnh tranh của thị trường. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước còn yếu trong vấn đề quản trị rủi ro, trước hết là từ yếu tố văn hóa. Các chuyên gia cho rằng, tâm lý xã giao giữa cấp dưới và cấp trên đang khiến khả năng thảo luận, phản ánh và nhìn nhận vấn đề giữa các cấp kém sinh động và hiệu quả. Ông Bruce Flanagan, đối tác cao cấp của Học viện IDG cho rằng, đã đến lúc doanh nghiệp Việt cần một hệ thống quản trị rủi ro mới. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị mới, trong đó cấp trên và cấp dưới cần trao đổi sinh động và thân thiết hơn. Doanh nghiệp nên lập một bộ phận chuyên trách hay phòng ban cho vấn đề quản trị rủi ro. Ngoài ra, có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, những nước vốn đã trải qua giai đoạn phát triển của Việt Nam. Ông Susuro Tamai, nguyên chủ tịch IDG Nhật Bản, thì cho rằng, với tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, doanh nghiệp nên quản trị rủi ro theo cách thức chủ động, nghĩa là tìm cách biến rủi ro thành cơ hội dựa vào tình hình thực tế. Và các doanh nghiệp Nhật Bản đang làm điều này khá tốt. Doanh nghiệp cần chủ động để quản trị rủi ro trong tình hình hiện tại. Như tại Nhật Bản, có hai xu hướng mà doanh nghiệp đang lựa chọn để vượt qua khó khăn mà họ gặp phải. Một là xu hướng chuyển đầu tư từ Trung Quốc về chính Nhật Bản sau thời gian hoạt động tại thị trường này. Hai là tìm cách mở rộng đầu tư và kinh doanh sang các nước như Việt Nam bởi yếu tố dân số trẻ và môi trường tiêu thụ còn tiềm năng. Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện tại, các yếu tố rủi ro phát sinh từ chính nội tại doanh nghiệp vẫn tiếp tục được đánh giá là vấn đề nóng bỏng hàng đầu. Theo đó, các yếu tố như là kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo an ninh thông tin, nắm bắt tình hình chính sách, thông tin mới từ phía cơ quan quản lý, nếu không được thực hiện tốt thì nó sẽ là những rủi ro vô cùng lớn.